Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 181 Đạo Đức Giả 2 Vừa rồi nàng căn dặn Phục Linh đến kho sách tìm mình, thế nhưng Phục Linh có vẻ như đến hơi chậm. Tiểu thư, nô tỳ đã đến chậm. Tần hoan trao mày, đã xảy ra chuyện gì? Phục Linh thở dối, vừa rồi nha đầu trong viện của nhị thiếu gia đến tìm. Tần Hoan trợn trừng mắt, Phục Linh lại nói, nhà đầu kia bảo là mấy ngày nay tiểu thư bận rộn hỗ trợ thế tử điện hạ cho nên nhị thiếu gia không tiện đến làm phiền. Thế nhưng hôm nay bệnh tình của nhị thiếu gia có vẻ đã tăng lên cho nên mới muốn mời người đến xem thử. Nô tỳ ở lại nói với nàng ta mấy câu rồi bảo nàng ta về trước, chỉ nói là lát nữa tiểu thư xong việc thì mới đến được đúng là nên đến xem sao, hiện tại tần phủ đã như vậy rồi thì không cần phải kiêng rè nhiều làm gì. Trong lòng tần hoan hơi chịu nặng, vội vàng đi về phía lâm phong viện. Nàng vốn cũng đang định làm thuốc cho tần lệ, không ngờ người của hắn đã đến tìm nàng trước rồi. Tần hoan đi thẳng đến lâm phong viện, trong lòng vẫn có chút bất an, nàng sợ tần sâm quay trở lại. Thế nhưng lúc nàng vào viện thì tần sâm vẫn chưa về, nàng giao chìa khóa lại cho mặc thư ban nãy mặc thư vẫn còn đỏ hồng hốc mắt thế nhưng hiện tại đã đỡ nhiều rồi. Cửu tiểu thư, người đến thăm tiểu thư đi, ban nãy kiến châu gửi thư đến, hiện tại tiểu thư đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi. Nghe mặc thư nói như vậy tần hoan đương nhiên cũng không tiện rời đi luôn nên vội vàng đi vào bên trong nội thất. Vừa vào đến nơi quả nhiên thấy diêu tâm lan đã bình tĩnh lại, trên tay nàng đang cầm một bức thư, mặt mũi lại vẫn ngơ ngẩn ngồi tựa mình vào đầu giường. Nghe được động tĩnh, Diêu Tâm Lan quay mặt lại, vừa thấy người đến là Tần Hoan thì hốc mắt nàng lại hơi đỏ lên. "Đại Tẩu, Kiến Châu gửi thư đến hả?" Diêu Tâm Lan gật đầu, kéo tay Tần Hoan xuống ngồi ở bên cạnh mình. Hơn 10 ngày trước vừa đúng lúc trong gia tộc có người đến Cẩm Châu để xử lý chuyện làm ăn, vốn dĩ ban đầu trong phủ chỉ là có người chết thôi, nhưng sau này lại đào ra quá nhiều thi cốt như vậy thì sự việc lại không giống nhau nữa rồi người trong gia tộc gửi tin về kiến châu phụ thân biết được nên mới gửi thư đến cho ta tần hoan gật đầu diêu đại nhân nói thế nào đáy mắt diêu tâm lan có vẻ ấm áp phụ thân nói là tần phủ xảy ra chuyện thì cũng không liên quan gì đến sông ca có điều một khi đã xảy ra rồi thì tần phủ ở cầm châu cũng không còn là nơi tốt để ở nữa ý của phụ thân kiến châu là vùng đất của gia tộc họ diêu mà ta lại sắp sinh Mặc dù Trung Dũng Hầu Phủ ở Kinh Thành cũng sẽ giúp đỡ thế nhưng đến Kinh Thành thì xa quá. Thân thể của ta không chịu nổi. Phụ thân nói là ông ấy đã phái người đến đây rồi. Đợi sau khi vụ án đã được định đoạt thì sẽ ngay lập tức đón ta và xâm ca đến Kiến Châu. Năm sau ông ấy hồi kinh làm quan thì sẽ tận lực sắp xếp giúp xâm ca. Lại cộng thêm thế lực của Trung Dũng Hầu Phủ. Ít nhất xâm ca vẫn còn một cái tiền đồ. Cẩm Châu là nơi thị phi mặc kệ là ta hay xâm ca thì cũng không nên ở lại đây. Ngay cả Tần Hoan khi nghe được cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, phụ thân Diêu Tâm Lan rất hiểu đại nghĩa. Tần Phủ xảy ra chuyện như vậy thì Lâm Thị và Tường Thị trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thế nhưng vị Diêu Đại Nhân này lại tận tâm suy tính thay cho Tần Sâm. Hiện tại quan phủ còn chưa định án chính xác, thế nhưng nếu đã định rồi thì chỉ sợ người của Tần Phủ sẽ bị dân chúng đuổi đánh đến lúc báo cáo lên triều đình rồi thì con cháu của tần phủ đương nhiên sẽ không còn tương lai nữa hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn phủi sạch quan hệ với tần phủ vị diêu đại nhân này mặc dù là vì chính nữ nhi nhà mình nhưng cũng coi như là tận tâm tận lực tần hoan cong môi cười cười diêu đại nhân là đau lòng cho đại ca đại tàu an bài như vậy đương nhiên không còn gì tốt hơn nữa rồi gương mặt tinh xảo của diêu tâm lan hiện lên vẻ giật mình Thế nhưng ta vẫn còn chưa nghĩ thông. Tần Hoan nghe thấy thế liền ngay lập tức nhớ lại bức tranh mà nàng tìm được ở trong kho sách kia, nàng nhìn vào đôi mắt mê man của Diêu Tâm Lan, suýt nữa lại nhịn không được mà nói ra miệng. Thế nhưng dù có không nhịn được thì cũng phải nhịn, nàng chỉ hỏi Diêu Tâm Lan, đại tẩu muốn như thế nào? Nếu như đại tẩu đã nghĩ thông suốt rồi thì phái người đến gọi muội là được, muội có thể giúp đỡ đại tẩu. Diêu Tâm Lan vừa cảm kích xong lại lắc đầu, ta không nghĩ kỹ được, đầu óc ta rối loạn quá. Nói xong Diêu Tâm Lan lại vừa khóc vừa cười nói, do ta quá yêu đuối, tính tình không được mạnh mẽ như cửu muội muội, ta phải suy nghĩ lại đã. Cửu muội muội đi làm việc của mình đi, đợi khi nào ta nghĩ thông rồi thì bảo Mặc Thư đến gọi cửu muội muội sau. Tần Hoan còn canh cánh bệnh của Tần Lệ cho nên liền gật đầu, vậy được, muội đi về trước tạm biệt diêu tâm lan xong tần hoan dẫn phục linh đi nhanh về đinh lan uyển tiểu thư hiện tại chúng ta đi đến bên viện của nhị thiếu gia à phục linh vừa vào phòng trong đã hỏi như vậy vẻ mặt tần hoan đột nhiên nghiêm túc hẳn lên nàng cũng bước chân chậm lại cửa phòng vừa đóng thì lông mày nàng cũng nhíu chặt phục linh đêm đó ta rơi xuống hồ thì đại ca ở đâu phục linh giật mình giây lát nghiêng đầu suy nghĩ đêm hôm đó Chiều hôm đó đại thiếu gia hình như đã khởi hành đi Kiến Châu, nô tỳ nghe người trong phủ nói như vậy. Tần Hoan quay qua nhìn Phục Linh, chắc chắn không? Phục Linh bị ánh mắt nghiêm túc của Tần Hoan nhìn chằm chằm vào mình cho nên nàng hơi rụt rụt cổ lại, tiểu thư hỏi như vậy thì đột nhiên nô tỳ không dám nói chắc chắn, có điều có thể đi hỏi người gác cổng, bọn họ nhất định sẽ biết. Tiểu thư, hiện tại đi hỏi không? Tần Hoan lắc đầu trong lòng hơi hoài nghi thế nhưng lại sợ bớt dây động rừng cho nên nàng mới không muốn hàng động thiếu suy nghĩ. Tần Hoan lấy lại bình tĩnh rồi nói, hiện tại cứ đi xem nhị ca đã. Vừa dứt lời thì ngoài cửa cũng đột nhiên vang lên một tiếng, soạt. Tần Hoan cho mày, ai ở bên ngoài? Phục Linh nghe thấy thế thì chạy vội ra mở cửa, cửa vừa mở ra thì thấy bên ngoài hành lang gấp khúc, thậm chí bên trong sân viện cũng hoàn toàn trống rỗng. Phục Linh kỳ quái, Sao lại thế nhỉ? Nô Tỳ cũng nghe thấy, cảm giác như là bước chân của ai đó đột nhiên mạnh lên. Tần Hoan cũng đi theo đến cửa, nhìn xung quanh một vòng rồi lắc lắc đầu, có thể là chim chóc gì thôi, không sao cả, em mau đi lấy thuốc đi chúng ta đi nhanh rồi về. Phục Linh vội vàng tuân mệnh, Tần Hoan đứng một mình ngoài cửa, nhìn sân viện trống không rồi xuất thần trong giây lát. Tiểu thư, xong rồi, thuốc thang đã lấy xong rồi. Tần Hoan gật đầu, trước khi ra ngoài Phục Linh lại đóng cửa vào như thường lệ, trong lòng không hề suy nghĩ gì mà chỉ đi theo sau lưng Tần Hoan. Hai người đi ra khỏi cửa viện, Tần Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa viện khép hờ, lờ mờ có thể thấy được trong sân viện yên tĩnh không một bóng người. Tần Hoan thu hồi ánh mắt, bước nhanh đến phía viện của Tần Lệ. Viện của Tần Lệ cũng ở phía sau của tiền viện, thế nhưng hẻo lánh hơn rất nhiều so với Lâm Phong Viện. Tần Hoan còn chưa từng đến đây, chỉ đi đại khái theo phương hướng mà Phục Linh chỉ. Vừa đến cửa viện, mặc dù cửa được khóa trái từ bên trong thế nhưng khi Phục Linh tiến lên gõ gõ thì đã có người đứng chờ sẵn mở cửa. Cửa viện vừa mở ra thì Tần Hoan thấy được bố cục ở đây nhỏ hơn rất nhiều so với Lâm Phong viện. Trước đây Tần Lệ cũng thích phong lưu, bởi vậy trong viện tuy không lớn thế nhưng cũng được bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, thì nữ mở cửa dung mạo thanh tú, nhìn thấy tần hoan đến liền vội vàng cúi đầu hành lễ bái kiến cửu tiểu thư công tử chúng ta đang ở bên trong chờ người tần hoan gật đầu đi vào bên trong đi chưa được mấy bước thì lại nhìn thấy có một hầu nô đứng chờ ở cửa hầu nô thứ hai này cũng là một tiểu nha đầu xinh xắn ưa nhìn phục linh không khỏi nhìn nhiều hơn một chút rồi thì thầm với tần hoan tiểu thư các tỷ tỷ chỗ nhị công tử này quả nhiên đều cực kỳ xinh đẹp Tần Hoan từ chối cho ý kiến, hầu nô thứ hai kia vén rèm che cửa lên, cung kính mời Tần Hoan vào trong. Bên trong phòng có mùi thuốc thoang thoảng, điều khiến Tần Hoan ngạc nhiên nhất chính là bố cục trong phòng được bài trí cực kỳ tao nhã, thậm chí có chút không giống với tính tình của Tần Lệ. Nhưng Tần Hoan không nhìn nhiều, hầu nô dẫn nàng đi vào trong phòng sưởi. Cửu muội muội vừa vào phòng sưởi thì đã nhìn thấy Tần Lệ đang nằm trên giường nhỏ cạnh cửa sổ. Mấy ngày ấy không gặp đã cảm giác tần lệ càng người yếu hơn một chút. Bệnh cam trên khóe môi trước đây đã khép lại và có chuyển biến tốt. Thế nhưng tần hoan lại nhìn thấy trên cổ tay của tần lệ đã mọc lên vết luyết giang mai. Tần hoan bước nhanh đến ngồi xuống trên ghế nhỏ bên cạnh tần lệ. Vươn tay ra đây. Ngay một chút hàn huyên tần hoan đều lười nói. Nàng chỉ như một thầy thuốc đến khám bệnh mà thôi. Tần lệ vươn cổ tay ra, đầu món tay tần hoan ngay lập tức đè lên bắt mạch thuốc cửu muội muội cho ta đã uống thuốc mỡ cũng bôi rồi chẳng qua vừa nói tần lệ vừa định thò tay ra gãi gãi vết loét giang mai trên cổ tay theo bản năng thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt tần hoan đang rơi trên cổ tay hắn có thể là do ánh mắt nàng quá mức sắc bén cho nên động tác của tần lệ lập tức dừng lại xem ra bệnh cam đã khỏi rồi Thế nhưng thực tế thấp nhiệt trong cơ thể dẫn đến tà độc hiện tại mới phát ra, chẳng hạn như vết loét giống với ở trên cổ ngươi hiện tại có bao nhiêu vết? Đã sinh ra ở những chỗ nào rồi? Giọng nói Tần Hoan bình thản không mang theo chút cảm xúc nào, vừa dứt lời thì Tần Lệ cục mắt xuống tựa hồ như có chút xấu hổ, không nhiều lắm, cổ một vết, bụng dưới hai vết, còn có đùi và. Tần Lệ ngập ngừng, thế nhưng Tần Hoan đã hiểu được, nàng gật đầu rồi thu món tay lại xoay người lấy gói thuốc trên tay phục linh lại đây thuốc này dùng để sắc một ngày uống bốn lần ban ngày ba lần ban đêm một lần chỗ này là bạch hạch cao có điều còn thiếu hai vị thuốc lúc nào dùng thì lấy thuốc trong bao này nhìn thành bột sau đó trộn lẫn với cao này là được cách dùng vẫn giống như trước đây từng nói tần hoan nói xong thì mặt mày vẫn còn hơi nhăn nhó tần lệ nhịn không được hỏi nàng phụ thân thế nào rồi tần hoan lắc đầu Mấy ngày trước ông ta bị người ta hạ độc kim thạch, khiến cho bệnh tình thêm trầm trọng hơn, nhưng hai ngày nay đã đỡ hơn được một chút. Bệnh của người trước mắt mới chỉ là giai đoạn bắt đầu thôi, nhưng bệnh của ông ta đã đến giai đoạn không thể cứu được nữa rồi. Tần lệ nheo mắt, có vẻ như nghĩ đến tương lai của chính mình, trên mặt có vẻ căng thẳng tuyệt vọng, thế nhưng lại cố gắng kiềm chế lại mà hỏi, hạ độc. Ai hạ độc ông ấy thế? Tần hoan lắc đầu, sau đó lại cho mày nhìn tần lệ chẳng phải nhị ca không muốn nói sao giờ lại hỏi làm gì tần lệ khép hờ mắt cố gắng cười rộ lên câu hỏi của cửu muội muội có thể nói thì ta đã nói hết rồi nhị ca chỉ nói là ta đừng đến gần miệng giếng kia và đừng đến rừng trúc tím thôi tần hoan cười lạnh không cho cửu muội muội đến chỗ miệng giếng đó là vì tổ mẫu đã căn dặn miệng giếng đó là hung giếng ta cũng không biết dưới đáy giếng có chôn giấu nhiều thi cốt như vậy, chỉ biết là nhị di nương mà thôi. Vậy vì sao nhị ca không cho ta đến rừng trúc tím? Ánh mắt áp bức của tần hoan chiếu thẳng vào tần lệ, khóe môi hắn khẽ động thế nhưng lại không nói ra được lời nào. Giọng nói của tần hoan lại tăng thêm phần áp bức, đã đến mức này rồi, ngay cả bản thân mình nhiễm bệnh nhị ca cũng đã không sợ người ta biết, vậy mà vẫn còn muốn giấu giếm điều gì? chẳng lẽ bên trong rừng trúc tím vẫn còn bí mật nào khác trên mặt tần lệ rất khó xử tần hoan lập tức cho mày trong rừng trúc tím còn có bí mật gì tần lệ cười khổ muội đừng nên hỏi tần phủ đã đến mức này rồi thì không thể tiếp tục có thêm sóng gió gì nữa đâu mặc dù ta không phải đích từ thế nhưng cũng biết được tần phủ hiện tại không thể chịu thêm bất kỳ đà kích nào nữa những tiểu bối chúng ta càng phải hiểu điều này Tần lệ nói xong khiến tần hoan không khỏi suy tư về ý tứ trong lời nói của hắn. Đích tử, tiểu bối. Tức giận đến mức hít thở khó khăn, tần hoan lạnh lùng nói, chẳng lẽ có liên quan đến đại ca. Khóe mắt tần lệ run lên, tay đặt bên cạnh người lập tức siết chặt lại, ánh mắt cũng cụp xuống thấp nhất không muốn nhìn tần hoan. Thấy hắn mở ám như vậy, con ngươi tần hoan cũng nhất thời híp lại, đại ca có bí mật gì. Tần Lệ dứt khoát quay đầu đi, đại ca không có gì bí mật cả, đại ca ân ái cùng với đại tẩu, học thức cũng tốt, là trụ cột tương lai của Tần gia. Hắn còn có thể có bí mật gì? Tần Hoan thấy Tần Lệ như vậy liền cười lạnh, vậy tại sao hắn lại vẽ tranh nữ tử khác? Chương 182, đạo đức giả 3. Tần Lệ kinh ngạc, không thể tin được mà quay đầu lại nhìn Tần Hoan, làm sao cửu muội muội biết được dáng vẻ tần hoan rất lạnh lùng, có vẻ như nàng đã biết rõ tường tận rồi, nếu không muốn người ta biết thì trừ phi mình không làm. Người ngoài đều cảm thấy hắn đối xử với đại tẩu vô cùng tốt, nhưng dạo này ta tiếp xúc với đại tẩu rất nhiều cho nên mới biết thật ra đại ca cũng không thật sự yêu thương đại tẩu cho lắm. Thậm chí trong kho sách ta còn tìm được một bức họa hắn vẽ cho người kia, thật sự là rất buồn cười, đã đến mức độ to gan lớn mật như vậy rồi chỉ vẽ một bóng lưng nên căn bản Tần Hoan không nhận ra rốt cuộc người đó là ai. Thế nhưng Tần Hoan vẫn không quên miếng ngọc bội kia của Diêu Tâm Lan. Nếu như nàng tận mắt nhìn thấy Tần Sâm có tư tình với người khác, vậy người đó chắc chắn là người bên trong Tần Phủ. Nếu đã là người Tần Phủ, chẳng phải là rất to gan lớn mật hay sao? Tần Hoan nói xong thì giọng nói lại càng cực kỳ tức giận. Đại Tàu là chủ mẫu tương lai của Tần Phủ, vậy mà bọn họ dám. Đại Tẩu đã nói qua với ta rồi, Tẩu ấy đã từng nhìn thấy hai người họ tư thông, người đó vậy mà dám câu dẫn đại ca. Tần Lệ nghe Tần Hoan nói như vậy chỉ cho là Tần Hoan đã biết hết nội tình rồi, hắn cười khổ lắc đầu, ai bảo tổ mẫu sủng ái nàng quý trọng nàng chứ, trong khắp nội viện ai mà không biết nàng ta là người mà tổ mẫu xem trọng nhất. Trong mắt Tần Hoan run rẩy kịch liệt. Nếu như lực khống chế của nàng không tốt thì có lẽ giờ phút này đã trợn trừng mắt lên rồi. Thái Hà, người tưởng thị sủng ái và xem trọng nhất, ngoại trừ Thái Hà thì còn có ai khác nữa? Trái tim Tần Hoan đập loạn liên hồi, Tần Sâm, Thái Hà là bọn chúng. Nàng nghiến răng nghiến lợi, sau đó mới lên tiếng, nếu như đại ca đã yêu thích nàng ta như vậy, sao còn không thu vào? Tần Lệ cười khổ đại ca cưới đại tàu vốn bởi vì phụ thân của đại tàu là chi phủ kiến châu tần phủ tam phòng vốn đã thua thiệt bên phía kinh thành kia cũng chẳng hề quan tâm đến tương lai của đại ca cho nên tổ mẫu mới có ý định này vừa vặn đại tàu cũng thích đại ca căn bản mọi chuyện vô cùng tốt thế nhưng diêu đại nhân có một yêu cầu đối với đại ca đó là không được phép nạp thiếp tổ mẫu cũng đã đồng ý tần hoan nghe thế liền thấy hơi sợ sệt Diêu Tâm Lan chẳng phải nói ngày trước Tần Sâm yêu nàng mà lại chịu đựng đủ cái tính phong lưu của Tần An, cho nên mới quyết định đời này chỉ cưới một mình nàng thôi sao? Nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào của Diêu Tâm Lan khi nói mấy lời này thì Tần Hoan lại thấy thương xót. Diêu đại nhân thương yêu nữ nhi nhà mình nên mới nói ra yêu cầu này, Tần Sâm thuận thế mà làm, biến chuyện này thành chuyện chính hắn cam tâm tình nguyện, từ đó cướp đi trái tim của Diêu Tâm Lan. Thế nhưng trong lòng hắn lại vẫn còn cất giấu người khác nữa. Tần Hoan bốt lạnh trong lòng, Tần Sâm đã lừa diêu tâm lan rồi. Nghĩ đến đây, mối nghi ngờ về Tần Sâm ở trong lòng Tần Hoan lại càng lớn hơn nữa. Tần Hoan cũng cụp mắt xuống để che giấu sự sắc bén trong đáy mắt. Chuyện này lão phu nhân chắc hẳn không biết, nếu như để lão phu nhân và đại tẩu biết được thì sẽ thế nào? Tần Lệ nheo mắt, lắc đầu châm chọc, thế nào được chứ? Chuyện này nếu như bị lộ ra thì Thái Hà làm gì còn mạng mà sống tiếc. Cho dù có yêu thương xem trọng hơn nữa thì nàng ta cũng vẫn chỉ là hạ nhân mà thôi. Ngay cả đại tẩu có nhịn xuống tuổi thân thì phụ thân của tẩu ấy cũng không nhịn được. Nhất định tổ mẫu sẽ vì tương lai của tần phù mà bỏ đi một Thái Hà. Nói xong tần lệ lại chào phúng. Ai cũng cảm thấy đại ca là thiên chi kiêu tử rồi. Thế nhưng về chuyện này thì hắn quá hồ đồ. Tần hoan nhếch khóe môi. Tần lệ nói đúng, chuyện này đúng thật là không thể gây ra. Mà đứng ở góc độ của tần sâm, nếu như chuyện này bị phát hiện, hắn thật sự yêu thích Thái Hà, cũng không loại trừ khả năng hắn sẽ vì Thái Hà mà giết người khác. Tần hoan vừa nghĩ thì một dòng khí lạnh cũng chạy dọc theo sống lưng nàng. Cử muội mũi, chuyện này, cứ để cho đại ca tự mình giải quyết đi. Hiện tại tần phủ càng không thể không có phụ thân của đại tẩu trợ lực nếu như vì chuyện này mà cứ thế náo loạn lên thì đối với tần phủ chỉ chăm hại mà không có lợi. tần hoan ngừng phát đầu dậy, nàng nhìn tần lệ, ánh mắt lạnh lùng hơi dọa người. nếu như tần phủ đối xử tốt với đại tẩu, tiếp nhận sự trợ giúp của diêu đại nhân cũng chẳng có gì đáng trách. thế nhưng tất cả mọi người đều coi nữ nhi nhà người ta như một kẻ ngốc, vậy mà trong lòng vẫn không hổ thẹn mà còn đòi mượn sức lực của người ta. Tần lệ bị tần hoan nói làm cho sừng sốt, tần hoan tiếp tục nói, nhị ca châm chọc đại ca, chẳng lẽ nhị ca thì không à? Nói xong tần hoan đứng dậy, bên trên có tam thúc phủ, bên dưới có đại ca nhị ca, tần phủ không sụp đổ mới là. Nhị ca cứ từ từ dưỡng bệnh đi. Tần hoan nói xong thì đi luôn, tần lệ vội vàng ngồi thẳng dậy, cử muội muội. Tần lệ gọi vội vàng, thế nhưng tần hoan cũng không định dừng bước trong giây lát đã dẫn phục linh ra ngoài tần lệ ngơ ngẩn một lát chẳng bao lâu sau lại bất lực nằm vật xuống vừa ra khỏi viện thì phục linh đã khẽ hỏi tiểu thư vừa rồi nô tỳ có nghe nhầm hay không hay là nô tỳ nghĩ đến nhầm người trong lòng đại thiếu gia lại nhớ nhung người khác mà người đó là là thái hà tần hoan đi nhanh ở đằng trước mãi cho đến khi đi rất xa rồi mới ngừng lại được nàng điều chỉnh hô hấp bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Là Thái Hà, vậy mà ta lại không ngờ đến." Tần Hoan nói xong, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, nàng căn bản còn đang suy nghĩ xem lần đó người hại Diêu Tâm Lan là ai. Tưởng Thị và Tần Sâm đều có xạ hương, thế nhưng hai người đó đều khó có khả năng, nhưng nếu như hiện tại có thêm một Thái Hà. Nếu như Thái Hà có tình ý với Tần Sâm, tiện thể nàng ta lại có cơ hội động chạm vào thuốc của Diêu Tâm Lan cho nên có khả năng nàng ta là người bỏ thêm xạ hương và đương quy vào để hại diêu tâm lan xảy thai. Tần Hoan nghĩ đến đây thì trong lòng trượt khẳng định, quá có khả năng rồi. Mặc dù Tần Hoan chưa bao giờ trải qua thế nhưng lời đồn về đấu đá trong danh gia vọng tộc thì nàng được nghe không ít. Thề thiếp tranh chấp, gia tộc nội đấu, hạ độc ám hại gì gì đó đều là chuyện thường ngày, càng đừng nói chỉ có thêm mỗi hai vị thuốc tiểu thư, sao có thể là Thái Hà chứ? Cho nên, cho nên thiếu phu nhân nhìn thấy đúng là sự thật. Phục Linh còn chưa phản ứng kịp, tần hoan gật đầu, lần trước chúng ta nhặt được ngọc bội đã có thể chứng minh rồi. Đại tàu đã từng đến hồ bán nguyệt, thế nhưng bản thân mình lại quên mất. Cộng thêm đại ca thấy tinh thần tàu ấy hoảng hốt cho nên mới nói do tàu ấy nằm mơ mà thôi. Bước chân tần hoan chậm lại, nàng vừa đi vừa nghĩ, căn bản chỉ là điều tra cái chết của Liễu Thị và Lưu Xuân, không ngờ lại điều tra ra một bí mật như vậy. Mà chuyện này rốt cuộc thì có liên quan gì đến cái chết của cửu tiểu thư hay không? Nếu như có quan hệ, Thái Hà nhất định cũng biết gian tình của nàng ta và Tần Sâm đã bị lộ ra. Thế nhưng Tần Hoan nhớ lại thì mỗi lần Thái Hà nhìn thấy nàng lại không hề có bất kỳ hung ý nào, thậm chí lại còn có ý quan tâm nhắc nhở hoặc là Tần Sâm và Thái Hà đúng thật là có cấu kết, thế nhưng lại không liên quan gì đến Cửu tiểu thư. Nếu như thế thì ban đầu người giết Cửu tiểu thư ở trong rừng trúc tím rốt cuộc là ai? Trong lòng Tần Hoan có chút khẳng định, đi, hiện tại chúng ta đến chỗ người gác cổng xem thử. Nàng phải xác minh chuyện Cửu tiểu thư chết có liên quan gì đến Tần Sâm hay không, cho nên nàng muốn biết ngày hôm đó rốt cuộc Tần Sâm có ở trong phủ hay không. Nếu như hắn ở trong phủ thì mối nghi ngờ về hắn lại càng gia tăng hơn nhiều rồi. Tần Hoan dẫn Phục Linh theo, bước nhanh về hướng cửa lớn ở phía tây, Phục Linh theo sát phía sau, nàng sốt ruột hỏi: "Tiểu thư, nếu như chúng ta đã biết rồi thì có cần phải nói cho thiếu phu nhân hay không?" Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, đợi chính Tẩu ấy suy nghĩ thông suốt đã. Nếu như Tẩu ấy đến tìm ta thì ta sẽ nói. Phục Linh thở dài thật mạnh miệng cũng mím chặt lại trong lòng phục linh thì tần sâm quả thực là một vị phu quân mẫu mực cảm thấy học thức nhân phẩm dáng vẻ tần sâm này đều là thượng phẩm thế nhưng nàng không ngờ đến không ngờ đến thật ra tần sâm lại là người như vậy phục linh tựa như nghẹt thở nàng nghĩ đến diêu tâm lan thì nhất thời lại thấy thương tiếc không khỏi oán hận nói quân tử không thể mất uy tín rõ ràng đã đồng ý với phụ thân của thiếu phu nhân rồi nhưng lại không làm được. Tần Hoan nghe thấy thế thì cười khổ, hắn làm được, hắn không hề nạp thiếp, chỉ là hắn dùng cách thức dối trá để lừa gạt đại tàu. Hắn muốn tiền đồ tốt, muốn cả nữ nhân mà mình yêu thích, nam tử trên thế gian đúng là. Trong lòng Tần Hoan tràn đầy thổn thức, từ viện của Tần Lệ đi thẳng về hướng Tây, trên đường phải đi qua Đinh Lan Uyên. Tần Hoan đi trên con đường mà ngày thường nàng quen thuộc nhất, Thế nhưng đến khi nhìn thấy Đinh Lan Uyển rồi lại không định đi vào. Từ rất xa nàng đã nhìn thấy Từ Hà cầm một bao đồ chờ ở trước cửa viện, bước chân Tần Hoan chợt ngừng lại, sau đó đành phải đi về hướng Từ Hà. Từ Hà được Hoắc Hoài Tín để lại ở Tây hậu viện, hiện tại hắn đứng chờ ở Đinh Lan Uyển thì đương nhiên là đến để tìm nàng. Từ ngỗ tác, Tần Hoan gọi một câu, Từ Hà đang cúi đầu lập tức xoay người lại, "Cửu cô nương." Tần Hoan đến gần vài bước, từ ngỗ tắc chờ ở đây làm gì thế? Từ hà cong cong khóe môi, trong tay cầm một chồng hồ sơ quơ quơ ra trước mặt Tần Hoan, những thứ này là thế tử điện hạ phái người đến dương huyện thu thập được, hôm nay muốn mang những thi cốt kia và hồ sơ vụ án trở về phủ nha. Tại hạ nhìn thấy những thứ này thì không biết có phải mang đi cùng một lúc không nên mới phái người đến hỏi đại nhân, đại nhân lại bảo đến hỏi cửu cô nương một câu. Tần Hoan nghĩ nghĩ, cái chết của Liễu Thị và Liêu Xuân căn bản là thủ đoạn hung thủ gây ra để vạch trần chuyện năm đó. Đủ thấy hai vụ án này đã trộn lẫn vào nhau rồi. Hiện tại cứ giữ lại, chuyện này còn chưa có định luận. Có lẽ bên trên vẫn còn manh mối. Từ Hà gật đầu, vâng, tại Hạ hiểu rõ. Nói đến đây thì Từ Hà bỏ hồ sơ và thư tín vào bên trong bao đồ mình đem theo. Sau đó lại hỏi, cửu cô nương đi gấp như vậy là muốn đi đâu thế? Tần Hoan không định nhiều lời đi đến chỗ người gác cổng để hỏi một chuyện. Vừa nói chuyện thì nàng thấy từ hà sơ ý làm rơi hai tờ thư tín xuống đất. Tần Hoan đứng ngay bên cạnh nên mới tiện thể cúi xuống nhặt lên. Từ hà xấu hổ định nhận lấy nhưng Tần Hoan nhìn lướt qua đã thấy được nội dung viết trên giấy. Nàng trao mày rồi không định đưa lại cho Từ Hà. Cửu cô nương làm sao thế? Từ Hà nghi hoặc, Tần Hoan lại vẫn đang nhìn chằm chằm vào những hàng chữ nhỏ thư tín kia đến mức xuất thần bên trên bức thư chính là những thông tin mà người của Yến chỉ đi đến hỏi chuyện dân bản địa, mà Tần Hoan nhìn thấy chính là có một người miêu tả về nam chủ nhân bán tơ lụa của gia đình kia, cái gì cũng tốt, riêng chỉ có chuyện người đó thường xuyên lấy nhầm màu. Lấy xanh đen thay vì đỏ, lấy xanh ra trời thay vì đen. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 183, lộ mặt thật, 1. Cửu cô nương, trên thư tín này có gì không đúng à? đôi lông mày thanh tý của tần hoan khẽ chay lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa khiến cho từ hà nhìn thấy thế mà căng thẳng theo một lát sau tần hoan quay người lại nhìn từ hà bên trên này viết khiến cho ta nghĩ đến một chuyện nói xong nàng lại nhìn về phía tiền viện chi phủ đại nhân và thế tử điện hạ đang làm gì nét mặt từ hà hơi lúng túng vừa rồi chi phủ đại nhân dẫn người quay về hiện tại chi phủ đại nhân và thế tử điện hạ đều đã ra khỏi phủ rồi hình như là ông chủ của tiệm cầm đồ kia chạy trốn rồi. Chi phủ đại nhân và thế tử điện hạ đang đuổi theo. Yến trì và hoác hoài tín cũng không có ở trong phủ. Lòng tần hoan liền nặng xuống một bạc, thấy vẻ mặt nàng trầm trọng nên từ hà vội hỏi, cửu cô nương đang nghĩ đến cái gì thế? Có cần tại hạ trợ giúp gì không? Thế tử Điện Hạ và Chi Phủ Đại Nhân còn không biết lúc nào mới có thể quay lại. Lông mày tần hoan càng nhíu chặt lại, ngay lập tức chỉ vào thư tín trên tay Từ Hà. Bên trên này viết lúc nhị di nương và phu quân mình mở tiệm tơ lụa thì thường xuyên nhìn nhầm màu. Lấy xanh đậm thay vì đỏ, lấy xanh xa trời thay vì đen. Từ ngộ tác có biết đây là vì sao không? Từ Hà trợn mắt, chẳng lẽ ông ta? Còn mắt không tốt, thấy vẻ mặt Tần Hoan không thay đổi. Từ Hà lại gãi gãi đầu, đây còn có thể là cái gì? Hay là mắt ông ta có tật? Lúc này Tần Hoan mới gật đầu là mắt có tật, mà tật này không cách nào chữa khỏi, còn có thể di truyền cho hài tử nhà mình. Từ Hà ngay lập tức trợn trừng mắt, sẽ di truyền cho hài tử. Tần Hoan gật đầu, ta ở trong dược, ở trong sách thuốc có đọc được, có một số người ngay từ khi sinh ra đã không phân biệt được rõ màu sắc, sẽ nhìn màu xanh đậm thành màu đỏ, nhìn màu xanh da trời thành màu đen, đây chính là một loại bệnh, không có cách nào trị được tận gốc cả, tuy vậy lại rất hiếm gặp. Có điều, trên mặt Tần Hoan có chút lúng túng, có điều bệnh này cũng cực kỳ quái lạ, có đôi khi phụ thân và mẫu thân cùng nhau bị bệnh này thì hài tử của bọn họ chắc chắn sẽ bị. Thế nhưng nếu như chỉ có một mình phụ thân hoặc mẫu thân bị thôi thì lại chưa chắc. Cụ thể là vì sao thì trên quyển sách đó lại không nói rõ, còn trên bức thư này thì cũng chỉ nói phu quân của nhị di nương có bệnh này, mà chúng ta đã hỏi nhiều như vậy, cũng không có ai nói nhị di nương bị bệnh đó cả bởi thế nên có thể thấy được chắc chắn nhị di nương không bị. Như thế thì không dễ phán định rồi. Tần Hoan thở dài, giọng nói hơi trần chờ có điều, thật sự lại trùng hợp như vậy sao? Phục Linh đứng bên cạnh nghe thế nhưng lại không hiểu, tiểu thư người đang nói gì vậy? Từ Hà cũng chỗ hiểu chỗ không, ý của cửu cô nương tức là nữ nhi của nhị di nương và phu quân của nàng ấy có khả năng cũng mắc phải bệnh này. Thế nhưng nữ nhi của bọn họ một người thì đã chết rồi, một người cũng đã táng thân trong biển lửa. Tần Hoan mím môi, nếu nữ nhi của bọn họ còn sống, có thể đến báo thủ hay không? Trong mắt từ hà trợn to, nếu là ta, chắc chắn ta sẽ. Tần Hoan gật đầu nhìn về phía Phục Linh, còn nhớ cây dù của chúng ta hay không? Phục Linh gật đầu, nhớ rõ, sau khi bị rách thì nhờ vào sự khéo tay của tiểu thư, Sửa chữa xong rồi lại càng đẹp hơn so với ban đầu. Giọng nói Tần Hoan hơi trầm xuống, không phải do ta khéo tay, mà là có người đưa nhầm dù đến. Đưa nhầm dù đến, Phục Linh đột nhiên nhớ ra, đúng vậy, dù của chúng ta là màu xanh, Thái Hà tỷ tỷ dặn dò bên phòng kho mang dù mới đến cho chúng ta, thế nhưng lại đưa dù màu đỏ tươi đến. Ngay lập tức Phục Linh trợn trừng mắt, tiểu thư nói Thái Hà tỷ tỷ có bệnh về mắt tần hoan suy nghĩ trong giây lát giọng nói chợt nhẹ xuống phòng kho sau khi nàng ta căn dặn thì mới làm theo mà ngày đó người đi theo bên nàng ta chỉ có nam bộc cho nên người hạ lệnh chắc chắn là nàng ta nàng ta nói mang màu xanh thì sẽ là màu xanh nói màu đỏ sẽ mang màu đỏ mà dù của chúng ta rõ ràng là màu xanh chắc chắn không thể nhớ nhầm màu được ban nãy phục linh nghe được những điều từ chỗ tần lệ đã đủ khiến cho trong lòng chấn động rồi tuyệt đối không nghĩ đến chỉ dựa vào một bức thư thế này mà tần hoan lại đoán ra được quá nhiều như thế thái hà thái hà không chỉ cấu kết cùng với tần sâm thậm chí lại còn là nữ nhi của nhị di nương hô hấp phục linh rối loạn đầu óc cũng cố gắng tập trung để tiêu thụ tin tức cho nên hiện tại suy nghĩ không được thông suốt thế nhưng thế nhưng tuổi tác không đúng mà còn có nếu nàng ta là nữ nhi của nhị di nương lẽ ra nên hận thiếu gia mới đúng chứ sao lại tần hoan lắc đầu không phải hiện tại vẫn chưa khẳng định được không nhất định nàng ta chính là nữ nhi của nhị di nương bởi vì có mắc bệnh này hay không cũng không có tính chất quyết định huống chi kể cả nữ nhi của nhị di nương đúng thật là bị bệnh này thì cũng không thể khẳng định đó chính là thái hà nàng ta chỉ là liên quan đến chuyện này nhiều một chút vừa vặn lại mắc bệnh này cho nên mối hoài nghi về nàng ta tăng lên một chút mà thôi từ hà ngu ngơ mãi một lúc sau mới phản ứng lại kịp. Cửu cô nương nói vị cô nương kia có phải là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh lão phu nhân không? Tần hoan gật đầu, từ hà không khỏi kinh ngạc, địa vị nàng ta bên cạnh lão phu nhân không thấp, mà thời gian vào phủ cũng không ngắn. Nếu là như vậy, chẳng phải quá là. Từ hà luốn cuống thành ra ngay lập tức không biết dùng từ gì để hình dung, một lúc sau mới vung tay lên nói, Vậy thì nàng ta cũng khiến người ta sờn gai ốc quá rồi. Nếu Thái Hà là nữ nhi của nhị di nương, vậy thì thời điểm mà nàng ta vào phủ thì cũng đã biết mẫu thân mình và muội muội đều chết bên trong tần phủ. Hay là về sau này mới biết được, nếu như nàng ta đã biết ngay từ đầu thì nàng vào tần phủ chính là để báo thù. Còn nếu như sau này mới biết được thì nàng ta vẫn có thể tiếp tục ngụy trang mà không để lộ ra ngoài như vậy, tâm tư thông minh thế này đúng là không thể coi thường. Tần Hoan hiểu được ý của Từ Hà, khóe môi nàng mím chặt hơn nữa, hiện tại vẫn chưa thể kết luận được gì, nếu như có thể tìm thấy bức họa của nhị di nương thì càng tốt. Suy nghĩ một lát sau vẻ mặt Tần Hoan mới chấn định lại, cái này cứ cất đi trước đã, chúng ta lại đến tiền viện xem thư. Tần Hoan gặp bức thư mấu chốt nhất kia lại rồi giao cho Từ Hà, Từ Hà vội vàng để cẩn thận vào bên trong bao công văn bên người. Tần Hoan xoay người đi ra tiền viện, từ Hà cũng liền đi theo nàng. Tại hạ không vội về nha môn, để tại hạ cùng đi với cô nương. Tần Hoan từ chối cho ý kiến, Phục Linh đi theo Tần Hoan khẽ nói, tiểu thư, đã tìm ở ngoài tiền viện rồi, hiện tại chúng ta còn có thể tìm thấy không? Tìm không thấy cũng không sao, hỏi hai lão bộc kia một câu là được, xem xem trong phủ còn có chỗ nào có thể cất bức hỏa của nhị di nương. Tần Hoan nói xong liền đi, càng lúc nghi vấn trong lòng cũng dần dần lớn lên tần sâm cấu kết với thái hà thái hà có khả năng là nữ nhi của nhị di nương trận lửa lớn năm đó nữ nhi của nhị di nương vì sao lại không chết nếu như thái hà thật sự là nữ nhi của nhị di nương lẽ ra nàng phải cực kỳ hận người của tần phù mới đúng thế nhưng sao lại ở cùng một chỗ với tần sâm người hạ độc cho diêu tâm lan người giết liễu thị và lưu xuân còn có người hạ độc tần an chẳng lẽ đều là thái hà dựa vào tích lũy của bản thân nhiều năm trong phủ thì cũng không phải không có khả năng thái hà biết rõ liễu thị cấu kết với lưu xuân nàng ta phát hiện ẩn tình này sau đó mới mượn cớ lừa liễu thị ra ngoài còn đối với lưu xuân dựa vào thân phận và địa vị của thái hà thì hắn tin tưởng nàng ta cũng chẳng có gì lạ nàng có thể tiếp xúc được với thuốc của diêu tâm lan thế nhưng tần an thì sao nàng ta làm thế nào để hạ độc được Tần An? Thuốc của Tần An chính là do tiền bách nhận kê đơn, đi lấy thuốc cũng là tiểu nô trong tiền viện, thuốc cũng do hai lão bộc kia đích thân sắc, sau đó thì sao? Thái Hà căn bản không hề đến tiền viện mà chỉ luôn luôn ở Phật đường, chắc chắn không thể đụng chạm được đến thuốc. Nàng mải suy nghĩ cho nên khi vừa mới ngẩng mặt lên mới phát hiện trời đã sầm tối rồi, đèn đuốc bên trong tần phù đã lần lượt được thắp sáng lên màn đêm dần dần buông xuống gió đêm mang theo cái lạnh của mùa thu thấm vào da thịt khiến cho tần hoan kéo chặt vạt áo theo bản năng tiểu thư hay là chờ mấy người thế tử điện hạ trở về bảo bọn họ trực tiếp tóm lấy thái hà đi thẩm vấn chẳng phải là tốt nhất sao phục linh thì thầm với tần hoan xong thì tần hoan lắc đầu thái hà sẽ không nói chúng ta phải tìm thêm thật nhiều chứng cứ mới được vừa đi vừa nói chuyện cả ba người đã đi đến tiền viện Lúc Tần Hoan đến đây vào sáng sớm nay thì thấy Tề Lâm canh giữ, thế nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy hai sai dịch nha môn mà thôi. Bọn họ nhìn thấy Tần Hoan và Từ Hà đến đây cho nên tiến lên trước hành lễ. Tần Hoan liền hỏi, Tề bổ đầu đâu rồi? Một nha sai tiến lên trả lời, bên chỗ đại nhân thiếu nhân thủ cho nên tạm thời điều Tề bổ đầu qua đó. Hoác Hoài Tín đi điều tra tiệm cầm đồ Khánh Nguyên, sự việc này nhất định là dính líu đến rất nhiều người tần hoan gật đầu ta vào trong xem các ngươi không cần đi theo đương nhiên hai nha sai không dám ngăn cản tần hoan và từ hà cho nên liền gật đầu mời cửu cô nương vào từ hà chào hỏi hai người một tiếng rồi đi theo tần hoan vào trong viện vừa vào đến cửa viện thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi truyền ra ngoài cả ngày chỉ biết lười biếng với giờ thủ đoạn tháng này có còn muốn ngân lượng nữa hay không bảo ngươi rửa cái bình thôi mà cũng rửa không xong tự nhiên làm lãng phí hết dược liều. Đúng là cái đồ vô dụng, cứ quỳ ở trong này không được đứng dậy. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, chính là một trong hai lão bộc đang chăm sóc tần an kia. Tần hoan trao mày, nàng vòng qua bình phong chắn trước cửa rồi đi vào trong, bên dưới mái hiên ảm đạm quả nhiên có hai người. Người đang đứng chính xác là lão bộc sáng nay nàng gặp, còn lại một tiểu nô khoảng mười mấy tuổi đang quỳ trên mặt đất khóc nức nở bước chân của tần hoan làm kinh động lão bộc ông ta vừa quay người lại thì nhất thời kinh ngạc sao cửu cô nương lại đến đây lão bộc chào hỏi thế nhưng lại mặc kệ tiểu nô đang quỳ trên mặt đất tiểu nô đó thấy tần hoan đến đây thì càng sợ hãi hơn nữa đầu cúi xuống sát đất ngay cả tiếng khóc cũng nín nhịn lại đã xảy ra chuyện gì tần hoan nhìn lướt qua tiểu nô kia lão nô cười cười cửu cô nương không biết thôi Tình hình trong phủ hiện tại thì tiểu nhân như bọn ta cũng hoảng sợ cho nên làm việc lại càng lơ là thiếu cảnh giác. Tên tiểu nô này cũng thế, bảo nó đi rửa bình thuốc cho lão ra mà cũng rửa không sạch. Nói xong ông ta lại thở dài, cửu cô nương không cần quan tâm, phạt một trận thì nó sẽ biết tiến bộ thôi. Tần Hoan đương nhiên không muốn nhúng tay vào những việc trong phủ, nghe thấy thế thì không hỏi nhiều nữa mà chỉ nói, ta đến đây là để hỏi ngươi, Tranh vẽ của lão gia ngoại trừ thư phòng và kho sách thì còn để ở chỗ nào nữa? Lão bộc nghe thấy thế liền biết tần hoan vẫn vì muốn tìm tranh như sáng nay cho nên mới nghiêng đầu suy nghĩ. Còn có bên trong kho của lão phu nhân, đôi lúc lão gia có được những bức họa cực kỳ nổi tiếng thì sẽ đưa nó cho lão phu nhân. Tần hoan lắc lắc đầu, tiếp tục nghĩ. Cho dù tần an có mô mốc thì cũng tuyệt đối không dám mang bức họa mình vẽ nhị di nương đến cho tưởng thị. Lão Bộc lại suy nghĩ giây lát, còn có ngoài sảnh chính, là chỗ lão gia tiếp khách hàng ngày, chỗ đó cũng có một thư phòng tiếp khác. Có điều ngày thường lão gia cũng không vào trong đó nhiều lắm. Đáy mắt Tần Hoan có chút hy vọng, dẫn chúng ta đến đó thử xem. Lão Bộc gật đầu, xin tiểu thư chờ trong giây lát, tiểu nhân đi lấy chìa khóa. Tần Hoan lên tiếng, lão Bộc liền xoay người vào phòng chính ba người từ hà đứng ở trong sân ai nấy cũng đều biểu cảm phức tạp từ hà nhìn trái phải xung quanh một vòng sau đó lại nhìn xuống tiểu đồng đang quỳ dưới đất kia trong mắt có hơi chốt đồng tình tần hoan thấy nhưng không hề nhiều lời chuyện của tần phủ có tần phủ quản lý bất kể ở đâu thì làm sai chuyện cũng cần phải bị phạt nàng không muốn phá hoại quy củ huống chi chịu chốt trừng phạt cũng không hoàn toàn là việc xấu rất nhanh sau đó lão bộc đã đi ra ngoài. Ông ta giơ tay lên mời, mời cửu tiểu thư đi cùng tiểu nhân. Chương 184, lộ mặt thật 2. Lão bộc đi về phía cửa tròn phía đông trong viện, phòng khách chính không ở gần chỗ Tần An mà phải đi về phía đông dây lát mới có thể đến. Tần Hoan đi qua thì mới biết được đây chính là nơi mà hôm đầu tiên Yến chỉ đến Tần phủ để gặp nàng. Cửu tiểu thư, thư phòng ở bên cạnh. Lão bộc đi thẳng phía trước dẫn đường, ba người tần hoan đi sát theo sau, đi vào đến phòng khách sau đó rẽ trái sang một cánh cửa. Mọi người phát hiện phía sau phòng này còn có một căn phòng nhỏ nữa, theo như lời lão bộc nói thì chính là chỗ này. Bởi vì không có người dùng đến cho nên ban đêm mới không đốt đèn, trên tay lão bộc cầm một ngọn đèn, đi vào đốt đèn bên trong góc phòng lên rồi mới để cho mọi người vào trong. Tần Hoan vừa vào cửa đã thấy bụi phủ dày trên mặt bàn rồi. Lão Bộc để đèn xuống rồi chỉ lên hai cái tủ cao, "Cửu tiểu thư, bên trong này cũng có một chút tranh chữ." Tần Hoan nhìn qua thì trong lòng hơi mông lung, bên trong hai tủ cao này để rất nhiều sách, mặc dù cũng có tranh chữ thế nhưng số lượng rất ít. Tuy vậy nhưng Tần Hoan vẫn tiến lên phía trước mở cửa tủ ra. Phục Linh thấy thế thì lập tức đến hỗ trợ, Tần Hoan mở từng bức một ra, tất cả đều là tranh sơn thủy hoa lá chim chóc và tranh chữ, thấy đã xem gần xong rồi thế nhưng lại không tìm được bức họa mỹ nhân nào cả, tần hoan thở dài hơi thất vọng. Tiểu thư, bên dưới cùng vẫn còn một bức bị đè lên. Ngay tại lúc tần hoan cảm thấy lần này lại phí công vô ích rồi thì đột nhiên Phục Linh lại chỉ vào một quyền trục bị đè ở dưới cùng, đây này. Để nô tỳ rút ra, Phục Linh khom người xuống, cơ hồ như cả người đều chui vào bên trong măn tủ rất nhanh sau đó nàng rút lấy một quyền trục chất giấy ố vàng ra ngoài vừa nhìn thấy bức họa đó trong lòng tần hoan lại thoáng động ít nhất nhìn chất giấy này cũng là đồ cũ rồi tháo bỏ sợi dây mỏng buộc bên ngoài quyền trục trong lòng phục linh tràn đầy hy vọng mà mở quyền trục ra thế nhưng nháy mắt tiếp theo một tiếng xoẹt vang lên khiến nàng lại chết đứng ngay tại chỗ tập trung nhìn lại thì thấy chẳng hiểu sao giấy trên tranh lại dính vào nhau vừa rồi phục linh mở ra đã vô tình đã khiến cho tranh bị thủng một lỗ lớn sắc mặt phục linh căng thẳng tiểu thư tần hoan vội nói không sao cả xem xem tranh vẽ cái gì tần hoan chẳng muốn mở ra thêm nữa thế nhưng tranh này lại bị cuốn ngược cho nên từ chỗ rách kia nàng nhìn thấy có vẻ như tranh vẽ một góc váy áo đáy mắt nàng hơi sáng lên mặc dù còn không biết là vẽ cái gì nhưng chắc chắn đây là vẽ người rồi phục linh luống cuống Thế nhưng giấy bị dính vào nhau thế này thì phải làm thế nào? Tần Hoan lắc đầu trấn an, không sao ta có cách, trước tiên cứ cuốn lại đã, chúng ta mang về. Phục Linh nghe thấy thế liền cuộn bức tranh lại, còn Tần Hoan nhìn sang bên lão bộc nói, "Cuốn tranh này bọn ta mang về trước, xem xong rồi sẽ mang đến trả lại." Lão bộc không dám nhiều lời, "Vâng, cửu tiểu thư xin cứ tùy ý." tìm được một bức tranh thế nhưng mới chỉ thấy được một góc cho nên Tần Hoan chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nhìn thấy dung mạo thật sự của người trong tranh. Nàng lập tức rời khỏi chỗ này, lão bộc tắt đèn khóa cửa, mấy người đi dọc theo đường cũ quay về chỗ ở của Tần An. Đến chỗ này xong Tần Hoan vốn định trực tiếp rời đi, thế nhưng khóe mắt nàng đảo qua lại thấy tiểu nô kia vẫn đang quỳ gối ở dưới mái hiên. Rốt cuộc nàng vẫn không nhịn được mà nói, mùa thu thời tiết giá rét, dù sao thì tuổi nó vẫn còn nhỏ, cứ tiếp tục quỳ như thế chỉ sợ là sẽ nhiễm bệnh. Trong viện này không thể thiếu người được, phạt như vậy đủ rồi. Lão bộc biết ý của tần hoan nên vội vàng ngoắc ngoắc, ngươi đứng lên đi, cửu tiểu thư nói đỡ cho ngươi, còn không mau qua đây cảm ơn cửu tiểu thư. Tiểu nô nghe thấy thế thì lập tức đứng dậy, sau đó đi nhanh đến trước mặt tần hoan. Đa tạ đại ân của cửu tiểu thư. Chỉ là một câu nói, cũng không coi là đại ân gì cả, nàng nhìn tiểu nô chấn an. Cũng không phải chuyện lớn. Lão bộc hơi cảm thán nhìn tần hoan, đáy lòng cử tiểu thư lương thiện, nếu là chủ tử khác biết ngay cả rửa bình thuốc mà cũng không rửa cho sạch. Lại còn làm lãng phí dược liệu thì chỉ sợ chỉ phạt quỳ thôi cũng vẫn chưa đủ. Nói đến đây lão bộc lại trừng mắt về phía tiểu nô, nhắc đến cũng là nên phạt, bã thuốc rõ ràng thế mà cũng không rửa sạch được tiểu nô co đầu rụt cổ, rõ ràng là rửa sạch rồi. Căn bản tần hoan đang định rời đi, nhưng vừa nghe thấy câu này đột nhiên nàng lại có chút hoài nghi, bã thuốc gì. Rửa bình thuốc là một chuyện cực kỳ đơn giản, tần hoan vốn cho rằng bụi bám ngoài mặt nên không rửa sạch, lại không nghĩ đến ngay cả bã thuốc cũng rửa không sạch, thế này thật sự hơi kỳ quái. Lão bộc nghe tần hoan hỏi liền trả lời, Hôm nay lúc sắc thuốc thì tiểu nhân không nhìn kỹ mà chỉ bỏ thuốc vào thôi, thế nhưng lúc châm nước thì lại thấy có một lớp bụi màu đen nổi lên bề mặt. Kiểm tra thì mới phát hiện ở dưới cùng vẫn còn một lớp bã thuốc bị cháy. Bã thuốc bị cháy? Tần hoan hỏi như vậy nhưng lão bộc lại có chút không xác định nói, ngay cả không phải bã thuốc thì cũng chính là chất bẩn khác, dù gì cũng do nó rửa không sạch. Lão gia mặc dù đã như vậy rồi nhưng chuyện này cũng không thể qua loa được. Tần Hoan trao mày, bã thuốc ở chỗ nào, để ta đến xem xem. Lão Bộc kinh ngạc, còn Phục Linh và Từ Hà ở bên cạnh cũng hơi nghi hoặc. Đang yên đang lành đi nhìn bã thuốc của người ta làm gì? Mặc dù Lão Bộc hơi khó hiểu thế nhưng lại không dám hỏi nhiều. Ông ta dẫn Tần Hoan đi về hướng phòng bên cạnh, thấy bên trong có chất bẩn nên tiểu nhân đổ đi rồi. Chính là ở trong chậu đổ bã thuốc mọi ngày. Vừa nói, Lão Bộc vừa dẫn Tần Hoan đi vào phòng bên, chỉ chỉ vào chậu thuốc ở góc phòng, là ở đây. Tần Hoan đưa bức họa cho Phục Linh cầm rồi đi vài bước đến phía bên cạnh chậu thuốc. Nàng cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên trong chậu toàn là bã thuốc, mà bã thuốc bị cháy theo lời nói của lão bộc kia cũng đang nằm lác đác bên trong đống dược liệu. Tần Hoan không hề sợ bẩn tay mà thò tay xuống vớt lớp bột đen kia lên, nhẹ nhàng xoa sát rồi đưa lên chóp mũi người người. Rất nhanh sau đó lông mày nàng nhíu chặt lại, đứng lên nhìn về phía tiểu nô là ngươi đi rửa bình thuốc tiểu nô thấy nàng đột nhiên nghiêm túc thì cũng giật mình ngơ ngác gật gật đầu tần hoan lại nheo mắt ngươi rửa bình thuốc ở chỗ nào có gặp ai khác không đôi mắt tiểu nô trợn to sau đó mới khẽ nói tiểu nhân tiểu nhân rửa ở bên cạnh miệng giếng phía đông lúc tiểu nhân đi rửa thì hoàn nhi hầu hạ bên cạnh lão phu nhân cũng ở đó rửa Mấy ngày nay lão phu nhân đều phải uống thuốc. Sau khi uống đến chén thuốc cuối cùng trong ngày thì bình thuốc và chén thuốc đều phải mang đi rửa. Cho nên lần nào tiểu nhân cũng gặp nàng ta. Hoàn nhi, hai chồng mắt tần hoan nhất thời tối lại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phục Linh thấy sắc mặt tần hoan không tốt nên bước lên phía trước. Tiểu thư, làm sao thế? Tần hoan lắc đầu không nhiều lời nữa. Chỉ nhìn lão bộc kia, giữ lại bã thuốc này cho ta. Thấy vẻ mặt Tần Hoan đột nhiên thay đổi nên lão bộc này tựa như cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng nghe lời gật gật đầu. Thấy ông ta gật đầu rồi Tần Hoan lại nhìn sang tiểu nô đứng bên cạnh, hiện tại Hoàn Nhi ở chỗ nào? Tiểu Đồng trợn mắt, hiện tại đương nhiên Hoàn Nhi còn đang hầu hạ lão phu nhân ở bên kia, nàng là tiểu nha đầu nhị đẳng bên cạnh lão phu nhân, là một trong số ít người có thể được phép ở lại Phật đường. Tưởng thị một lòng hướng Phật cho nên xưa nay sinh hoạt đơn giản, bên trong Phật đường cũng chẳng có mấy nha đầu, hoàn nhi này là một trong số đó. Tần Hoan gật đầu rồi nhìn tiểu nô, người cứ ở trong viện này, không được ra ngoài. Ánh mắt Tần Hoan khiến cho tiểu nô kia hoảng hốt, có vẻ như nàng cũng ý thức được vấn đề này nên vội vàng nói chậm lại, không còn việc gì nữa, các ngươi chăm sóc lão gia thật tốt, đợi lát nữa chi phủ đại nhân quay lại rồi chắc chắn sẽ đến chỗ lão gia. Tiểu nô gãi đầu không hiểu, thế nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của tần hoan thì chỉ còn biết gật đầu lúng túng. Tần hoan cong môi cười, từ biệt lão bộc rồi xoay người đi ra cửa. Nàng đi khỏi thì Phục Linh và Từ Hà cũng vội vàng đi theo, vừa đến cửa viện thì tần hoan lại dặn dò hai nha sai ngoài cửa. Ánh mắt Từ Hà luôn nhìn chằm chằm vào tần hoan, đợi đến lúc ra khỏi phạm vi của tiền viện thì mới cuốn quýt hỏi tần hoan, cửu cô nương, có chuyện gì vậy? bã thuốc kia có vấn đề à? Bước chân tần hoan dừng khựng lại rồi gật đầu, đúng thật là có vấn đề, đó không phải là bã thuốc bị cháy mà chính là độc kim thạch. Trước đây chúng ta chỉ thẩm vấn người kê đơn, lấy thuốc sắc thuốc, thế nhưng lại quên mất bình thuốc. Người hạ độc chính là thừa dịp tiểu nô kia phân tâm rồi mới động tay động chân vào trong bình thuốc, hỏa nhi kia có hiểm nghi lớn nhất. Đáy mắt từ hà sáng lên, lúc Tần An bị hạ độc đã khiến cho Hoắc Hoài Tín vạn phần khó xử nhưng vẫn không tra ra được hung thủ làm thế nào để hạ độc. Hiện tại lại biết rõ cách thức hạ độc cho nên nha đầu kia nhất định chính là người hạ độc. Chính là Hoàn Nhi kia đã hạ độc hại Tần Lão ra. Tần Hoan hơi chần chờ vẫn còn chưa chắc chắn, hiện tại đừng bứt dây động rừng. Nói xong Tần Hoan lại nhìn thoáng qua bức họa trong tay Phục Linh, chờ sau khi ta mở cuộn tranh này ra thì có lẽ có thể xác định có điều thời gian dài khó trách đêm dài lắm mộng, từ ngộ tác có cách nào có thể thông báo cho thế tử điện hạ và chi phủ đại nhân không? Để một trong hai người họ về đây là được, hiện tại ta có vài việc cần phải báo cho bọn họ biết, nếu để chậm trễ chỉ sợ không tốt. Từ Hà nghe thấy thế ngay lập tức gật đầu, ta biết bọn họ đi nơi nào, nếu đến đó không gặp thì ta sẽ đi tìm bọn họ. Nói xong thì Từ Hà xoay người rời đi tần hoan đang định gọi hắn dừng lại thì cũng không kịp nàng nghĩ nghĩ liền thôi cứ để từ hà đi luôn cũng được chuyện khác không nói ít nhất đã tìm thấy người hạ độc tần an có điều hoàn nhi này lại đang ở phật đường tần hoan không chắc có thể bắt người hay không em có quen biết hoàn nhi này không tần hoan nhìn phục linh phục linh lắc đầu không quen có điều tiểu nha đầu bên cạnh lão phu nhân không nhiều lắm những việc thân cận với lão phu nhân đều do mình mình Thái Hà phụ trách. Nhóm tiểu nha đầu đại khái chỉ làm mấy việc vặt vãnh như vẩy nước quét nhà giặt y phục. Mà thôi, Hoàn Nhi này có lẽ là một trong số đó, cũng không phải hầu nô có thân phận cao cấp gì cả. Trong lòng Tần Hoan càng thêm khẳng định, Hoàn Nhi này cực kỳ có khả năng bị người ta sai khiến. "Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm gì?" Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, quay về trước mắt phải mở cuộn tranh này ra. Tần Hoan vừa nói vừa đi về hướng Đinh Lan Uyển, mới đến được nội viện thì đột nhiên Phục Linh nói, "Phải rồi tiểu thư, chẳng phải chúng ta còn phải đi tìm người gác cổng hỏi chuyện hay sao?" Tần Hoan sững sốt, không khỏi có chút ảo não, sao nàng lại quên mất việc này rồi. Thế nhưng suy nghĩ một chút nàng lại lắc lắc đầu, vụ án của Cửu tiểu thư đã bị giấu trong bóng tối, hiện tại việc quan trọng nhất chính là mở cuốn tranh này ra đã trễ thế này rồi mà còn đi tìm người gác cổng thì lại gây ra động tĩnh không nhỏ để mai rồi đi giờ về trước đã tần hoan quyết định lưu loát thế nhưng đi về gần đến đinh lan uyển thì tần hoan đã thấy có một bóng người đứng ngoài cửa nhìn kỹ lại thì thật ra đó chính là tần sâm tần hoan bước chân chậm lại phục linh cũng thấy được tần sâm đại thiếu gia có vẻ như tần sâm cố tình đứng ở chỗ này đợi tần hoan thấy hai người xuất hiện thì khóe môi hắn cong cong rồi bước đến gần. Tần Hoan quay đầu lại nhìn Phục Linh, khẽ nói, chuyện hôm nay cứ gấu trong lòng đã. Đây chính là muốn nhắc đến chuyện Tần Sâm cấu kết cùng với Thái Hà. Phục Linh gật đầu, cắn chặt răng không cho chính mình nói lộ ra. Có điều khi nhìn thấy Tần Sâm đang sách đèn đi về hướng các nàng thì trong mắt Phục Linh đã không còn vẻ ngưỡng mộ của ngày xưa nữa. Sao đại ca lại ở trong này? Giọng nói tần hoan rất trong sáng, ánh ma tần sâm lại nhìn về phía bức hỏa cuộn tròn trên tay phục linh. Ta đến đây tìm muội nghe nói muội không có ở đây nên mới đứng chờ muội một lúc. Tần hoan chớp mắt mấy cái, đại ca chờ ta làm gì? Hay là đại tẩu lại? Tần sâm lắc đầu, trong mắt tràn đầy ấm áp, không phải, nàng đã tốt lên nhiều rồi. Chiều nay, chiều nay ta ẩm ý với nàng hai câu, về sau nghĩ lại là ta không đúng nên mới quay lại. Quả nhiên nàng rất thích muội, gặp muội xong rồi tâm tình cũng khá hơn rất nhiều, lại còn nhận được thư từ Kiến Châu gửi đến. Chương 185, lộ mặt thật ba. Tần hoàn khẽ cười lộ má lúm đồng tiền, mặc dù muội muội không nên xen vào chuyện đại ca và đại tẩu, thế nhưng đại tẩu đang mang thai, cảm xúc nhiều khi không ổn định, đại ca phải quan tâm đến đại tẩu nhiều hơn mới đúng. Hôm nay lúc muội đến thăm thì đại tẩu có hơi đau lòng. Tần Sâm cười bất đắc dĩ, giọng nói lại hơi chân an, hoan nhi trưởng thành rồi, muội yên tâm, đại ca hiểu được. Tần Sâm hơi ngừng lại rồi lại nhìn sang bức tranh trên tay Phục Linh, vừa rồi lại đi tìm tranh vẽ à. Đáy lòng Tần Hoan hơi căng thẳng, Tần Sâm nói như vậy thì chắc chắn đã biết nàng đến kho sách rồi. Phải, đến tiền viện tìm. Tần Sâm thở dài, muội muốn đi tìm tranh thì sao lại không đến hỏi ta? Khắp trên dưới trong phủ thì thi họa hàng năm đều do ta sắp xếp, Muội muốn tìm cái gì mà ta không biết ư. Ừ. Nói xong Tần Sâm lại nhìn về phía cuộn tranh trong tay Phục Linh, đây là cái gì? Tần Hoan đang âm thầm đấu tranh tư tưởng, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Tần Sâm thì Tần Hoan vẫn chọn cách nói thẳng thắn, đây là tranh của Tam Thúc, về ai thì vẫn còn chưa biết, có điều cực kỳ có khả năng là nhị di nương tần sâm tự hồ kinh ngạc nhị di nương muội muốn tìm tranh có liên quan đến nhị di nương tần hoan hơi ngại ngùng thật ra cũng không phải như vậy chỉ là nghe người ta nói nhị di nương cực kỳ xinh đẹp cho nên mới sinh ra lòng hiếu kỳ có điều hình như trong phủ không có tranh của nhị di nương tần sâm hơi giờ khóc giờ cười hắn nhìn tần hoan giây lát rồi đột nhiên hỏi cửu muội muội thật sự muốn xem tần hoan ngây ngốc nhìn tần sâm rồi trần trừ nói chẳng lẽ quả thật có tranh của nhị di nương tần sâm thở dài rồi cụp mặt lại sao có thể không có năm đó phụ thân sùng ái nhị di nương như vậy nên đương nhiên vẽ ra vô số chỉ là sau này có biến cố nên tất cả các bức họa đó đã bị thu lại rồi nói xong tần sâm lại lãnh đạm nói trong phủ vẫn còn một nhà kho nhỏ nữa bình thường dùng để chứa văn phòng tứ bảo ít đồ trang trí bình phong và mấy đồ tao nhã. Chỗ đó cũng có để một ít thi hỏa, nếu ta nhớ không nhầm thì tranh mà phụ thân vẽ nhị di nương đều ở chỗ đó. Tần Hoan vừa nghe đến đây thì trái tim ngay lập tức đập loạn. Cuộn tranh trên tay Phục Linh còn chưa mở ra cho nên Tần Hoan còn không biết rốt cuộc bên trong có vẽ nhị di nương hay không, cho dù là có thì cũng có thể dung mạo mờ ảo không rõ. Nếu như có thể tìm thấy thêm nhiều tranh năm đó hơn nữa thì đương nhiên có lợi rất lớn rồi. Ở chỗ nào?" Tần Hoan hỏi theo bản năng. "Tần Sâm chỉ về hướng đông, cách chỗ kho sách không xa." Tần Hoan vừa nghe thấy thế thì chợt nhớ ra ở xung quanh kho sách cũng đều là nha kho, xem ra lời Tần Sâm nói không phải là giả. "Nếu cửu muội muội muốn xem thì hiện tại ta liền dẫn cửu muội muội đến đó." Tần Sâm chủ động lên tiếng, Tần Hoan đã động tâm thế nhưng lại hơi chần chừ. Động tâm đương nhiên là muốn nhanh chóng tìm thấy tranh vẽ nhị di nương. Còn Trần Trờ là vì nàng còn đang hoài nghi Tần Sâm. Mặc dù nàng vẫn chưa hỏi cho rõ ràng, thế nhưng hạt giống hoài nghi một khi đã đâm chồi nảy lộc trong lòng rồi thì rất khó có thể nhổ bỏ. Cửu muội muội không muốn xem mà. Tần Sâm bật cười, không xem cũng được, dù sao cũng đều là người cũ rồi. Tần Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua Phục Linh, đáy mắt Phục Linh cũng có vẻ hăng hái cho nên nàng quyết định luôn, gật đầu, đương nhiên là muốn xem muội muốn xem xem nhị di nương là mỹ nhân như thế nào. Ánh mắt tần sâm tối dần đi, hắn quay người lại đi trước dẫn đường, vậy thì đi thôi. Tần hoan đi theo sau tần sâm, phục linh theo sau tần hoan, trong lòng tần hoan vốn có chút căng thẳng thế nhưng nghĩ đến phục linh vẫn đi theo sau mình nên dần dần nhẹ nhõm lại. Tần hoan ngừng lên hỏi, đại ca, sau này đại ca định thế nào? Nghe thấy nàng hỏi vậy tần sâm quay đầu lại, chắc là sẽ đến Kiến Châu trước. Kiến Châu, trên mặt Tần Hoan không có biểu hiện gì, thế nhưng trong lòng lại biết Diêu Tâm Lan vẫn không có dũng khí. Nàng thầm thở dài trong lòng, nếu như Diêu Tâm Lan quyết định rồi thì nàng cũng chẳng còn biết phải nói gì nữa. Cử muội muội có muốn đi Kiến Châu không? Đột nhiên Tần Sâm lại hỏi. Tần Hoan ngước mắt lên, thấy ánh mắt thân thiết của Tần Sâm nhìn về mình thì trong lòng đột nhiên lại hơi hoảng hốt nàng cảm thấy chẳng lẽ mình đã hiểu lầm tần sâm rồi ư thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời muội chưa từng đến kiến châu cũng không biết kiến châu trông như thế nào cho nên cũng không thể nói rõ là muốn hay không tần sâm quay đầu lại rồi đi tiếp giọng nói nhẹ nhàng có vẻ tán thưởng kiến châu đâu đâu cũng đầy bảo vật quý giá phồn vinh giàu có hơn so với cẩm châu ở chỗ đó là nơi giao nhau giữa sông từ giang và ô giang cho nên vận chuyển đường sông rất phát đạt. Nơi có vận chuyển đường sông phát đạt thì đương nhiên là phú quý. Tần Hoan nhớ đến kiến thức trước đây nàng từng đọc được trên sách cho nên đại khái hình dung được tình hình của Kiến Châu. Nàng hỏi Tần Sâm, đại ca chuẩn bị để mọi người cùng nhau qua đó sao? Tần Sâm gật đầu, đó là đương nhiên, tổ mẫu và mẫu thân đại khái là không muốn rời xa Cẩm Châu, thế nhưng bọn tiểu bối chúng ta rời đi vẫn tốt hơn. Tổ mẫu và mẫu thân cũng nghĩ như vậy. Nói xong tần sâm quay đầu lại nhìn tần hoan, đại tổ muội nhất định sẽ rất muốn muội đi cùng nàng. Gió đêm thổi chậm chậm, càng đi về phía đông thì đèn đuốc trong phủ càng mờ ảo. Thế nhưng ngọn đèn trong tay tần sâm lại tỏa sáng cực kỳ ổn định, cộng thêm giọng nói ấm áp và ánh mắt quan tâm của hắn khiến cho sự phòng bị của nàng đối với hắn phai nhạt đi rất nhiều. Nhìn vẻ mặt ửng đỏ dưới ánh đèn của tần sâm, Đột nhiên nàng suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Sâm đã ra quyết định rồi sao? Sau này hắn quyết tâm vứt bỏ mối quan hệ trước đây cùng với Thái Hà, sau đó ngoan ngoãn vì tiền đồ của gia tộc mà đối xử với Diêu Tâm Lan thật lòng. Không biết có phải do chứng kiến quá nhiều nước mắt của Diêu Tâm Lan hay không, ý nghĩ này vừa nảy ra thì trong lòng nàng đột nhiên lại chua xót không nói thành lời. Mặc dù nàng chỉ là một người ngoài, thế nhưng nhìn vào việc này cũng cảm thấy tần sâm chẳng có chút thật lòng nào cả thế nhưng mong muốn của diêu tâm lan chẳng lẽ lại là như vậy trong đầu tần hoan hiện lên hình ảnh diêu tâm lan mồi suy nghĩ đến xuất thần buổi chiều nay thời điểm đó nàng cho rằng diêu tâm lan muốn thay đổi tình trạng trước mắt ít nhất phải đi điều tra những hoài nghi trong lòng mình cho rõ ràng nhưng không ngờ được là nàng lại đổi lại chủ ý trong lòng tần hoan dâng lên cảm giác buồn phiền vô cớ không thể nói là thất vọng, mà là có hơi tức giận vì diêu tâm lan không chịu đấu tranh, hơi đau xót vì sự bất hạnh của nàng ta. Cuối cùng tần hoan chỉ chua xót mà nghĩ rằng nếu như từ giờ trở đi tần sâm toàn tâm toàn ý đối xử tốt với diêu tâm lan thì có lẽ cũng không phải chuyện gì xấu. Đại tàu vẫn muốn ở cùng đại ca, tàu ấy cực kỳ yêu đại ca. Tần hoan không nhịn được nữa, cuối cùng lại nói một câu tràn đầy ẩn ý. Tần Sâm đi đằng trước, tựa hồ như cười khẽ một tiếng, "Muội muội tuổi còn nhỏ cho nên vẫn không hiểu mấy chuyện này, có điều muội yên tâm, ta đều biết rồi." Nói rồi, Tần Sâm quay đầu lại, "Có điều, tuổi tác của Cửu muội muội cũng sắp đến lúc phải suy xét về việc này rồi, mấy hôm nay ta thấy Thế tử điện hạ cực kỳ chú ý đến Cửu muội muội, ngay cả án mạng trong phủ thì Thế tử điện hạ cũng để cho Cửu muội muội cùng đi điều tra." Cửu muội muội cảm thấy Thế tử điện hạ thế nào? trong đầu tần hoan hiện lên dáng vẻ của yến trì suýt nữa lại muốn suy nghĩ thật cẩn thận về vấn đề này thế nhưng lý trí lại khiến cho nàng tỉnh táo lại đôi chút đại ca hiểu lầm rồi chỉ vì muội từng có duyên phận gặp mặt hai lần ở hầu phủ thế tử điện hạ lại biết muội đã từng cứu thái trưởng công chúa cho nên mới tín nhiệm muội hơn một chút mà thôi cũng không phải như đại ca suy nghĩ đâu tần sâm cười rồi lắc lắc đầu xoay hẳn người lại cửu muội muội cũng biết đối với nam tử trên thế gian mà nói thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối xử tốt với tiểu cô nương. Nếu như đối xử tốt với nàng ta thì chắc chắn là có lòng riêng. Đôi môi anh đào của tần hoan khẽ nhúc nhích, đang định nói chuyện thì tần sâm lại chỉ về phía trước, sắp đến rồi. Bóng đêm đen như mực, đèn trong tần phủ lần lượt nối đuôi nhau sáng le lói, tần hoan ngước mắt lên nhìn thoáng qua vòng trời. Nàng phát hiện ra tối nay thậm chí rất nhiều ngôi sao nằm rải rác trên sông ngân hà. Trong lòng nàng đột nhiên thông suốt, không nghĩ đến những lời này của Tần Sâm nữa mà chỉ đi theo hắn vượt qua kho sách, sau đó đi tiếp một đoạn nữa mới đến trước một nhà kho khác. Đúng vậy, chính là chỗ này. Chỗ này hẻo lánh hơn kho sách một chút, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Tần Hoan nhìn khắp bốn phía thế nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ nha sai nào canh giữ ở đây. Nghĩ như vậy đột nhiên Tần Hoan cũng nhận ra suốt dọc đường đến đây cũng không hề thấy một nha sai nào cả. Chẳng lẽ Hoác Hoài Tín đã điều hết nha sai trong phủ đi rồi hay sao? Tần Sâm mở khóa rồi đẩy cửa kho ra, cử muội muội vào đi. Nhà kho này lớn hơn kho sách rất nhiều, mà theo như lời Tần Sâm nói thì bên trong quả nhiên bày rất nhiều bình phong trang trí. Tần Hoan đứng ở ngoài cửa thôi cũng đã có thể nhìn thấy bình phong tám mảnh vẽ sơn thủy và mỹ nhân. Tần Sâm đứng ở bên trong cửa rồi chỉ chỉ vào. Tần Hoan nhấc váy áo lên rồi tiến vào. Tần Sâm thắp sáng hai ngọn đèn ở gần cửa khiến cho trong phòng lập tức sáng lên. Bình phong ở các chủ viện trong phủ đa phần là mỗi năm thay mới một lần. Trong này phần lớn là đã bị thay ra rồi. Vừa là chọn mua mà vừa là người khác đưa đến. Còn có mấy bình ngọc đáng ra nữa, nếu như là sắp xếp một viện mới thì sẽ đến đây để lấy mấy đồ trang trí tốt ở trong phòng cửu muội muội là lấy từ trong này ra muội nhìn xem nếu như yêu thích cái gì thì giờ cũng có thể lấy đi tần sâm từ từ căn dặn tần hoan cười cự tuyệt không cần đâu chỗ muội như vậy là tốt lắm rồi cửu muội muội không thích xa hoa phiền phức đương nhiên đại ca biết có điều đồ đạc trong phòng này giờ đều không mang ra ngoài phủ được nữa rồi Giọng nói Tần Sâm nặng nề, tranh mà cửu muội muội muốn tìm có lẽ ở phía trước, muội tự đến đó lấy đi. Tần Sâm đứng trong cửa, Phục Linh đứng ngoài cửa, Tần Hoan quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng có chút an tâm. Nàng đi vài bước lên theo hướng Tần Sâm chỉ, quả nhiên thấy phía trên giá sát tường có rất nhiều tranh chữ. Những tranh chữ này chất giấy đa phần đã ố vàng, xem cách lưu trữ thì biết đó không phải là chân phẩm gì. Tần Hoan tiến lên phủi sơ qua bụi bặm rồi mở một bức trên cùng ra. Vừa mở tranh ra thì Tần Hoan nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân trong rừng trúc, trong lòng nàng chợt động, bởi vì nàng nhận ra được rừng trúc trong tranh chính là rừng trúc tím của Tần Phủ, mà mỹ nhân kia mặc váy áo trắng tinh nhẹ nhàng chạy trong rừng, váy áo tung bay, tràn ngập tiên khí. Liêu Đại Nương đã từng nói nhị di nương chỉ thích màu sắc thuần khiết. Quả nhiên Tần Sâm không lừa nàng, chỗ này thực sự có tranh vẽ liên quan đến nhị di nương. Mặc dù tìm được tranh rồi thế nhưng lại không phải tranh có thể nhìn ra chân dung mà Tần Hoan muốn. Nàng cuộn bức đầu tiên lại rồi tiếp tục xem bức thứ hai, mà Tần Sâm vốn đứng ở cạnh cửa lại đột nhiên lên tiếng, Bà nãy cử muội muội ngoại trừ đi tìm tranh thì còn đi chỗ nào khác nữa không? Ngay lúc Tần Hoan đang sốt ruột mở tranh vẽ ra thì nàng trả lời theo bản năng, chưa hề, muội chỉ đến tiền viện tìm tranh tần hoan không nói hết chuyện điều tra ra cách thức hạ độc này đương nhiên nàng chỉ có thể nói với yến chỉ và hóc hoài tín không đến chỗ người gác cổng hỏi một câu sao tần hoan theo bản năng muối hỏi lại đến chỗ người gác cổng hỏi cái gì thế nhưng còn chưa nói ra lời thì nàng đột nhiên sửng sốt sao tần sâm biết chuyện nàng muốn đi tìm người gác cổng chuyện này rõ ràng chỉ có nàng và phục linh biết bức tranh đang cuộn tròn trong tay tần hoan mới chỉ mở ra được một nửa Thế nhưng một cảm giác nguy hiểm đột nhiên chạy dọc khắp sống lưng nàng. Nàng không còn tâm trí xem tranh nữa, vừa xoay người lại nhìn về phía cửa thì đột nhiên con ngươi nàng lập tức co rút lại. Phục Linh ban nãy còn đang đứng ngoài cửa, giờ phút này vậy mà đã im hơi lặng tiếng nằm sóng xoài trên mặt đất. Vẻ mặt tần sâm hoàn toàn bình thản đứng bên cạnh cửa, hắn đẩy một cái, cánh cửa khép hờ đã đóng chặt lại. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn